Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 15 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết nghị quyết số 54 và kết luận số 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên và Sơn La ký kết phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2022-2025. Thành phố Hưng Yên diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên phát huy tinh thần vì nghĩa tình đồng đội. Hưng Yên đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 54 thực sự đi vào thực tiễn ở Hưng Yên và đem đến những chuyển biến vượt bậc cho tỉnh. Đó là đánh giá tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 54 và kết luận số 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng do tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 16 năm thực hiện nghị quyết số 54, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên liên tục tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 9,46% trên năm. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt trên 110.000 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với năm 2005, gấp 42 lần khi tái lập tỉnh năm 1997 và trở thành tỉnh khá trong cả nước và khu vực. Các ngành lĩnh vực then chốt phát triển khá, sản xuất công nghiệp với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 18,03% trên năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ, hình thành được cơ chế liên lạc, liên kết chặt chẽ, tích cực hợp tác với các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đại biểu tham luận làm nổi bật những thành tựu trong 16 năm thực hiện nghị quyết số 54, nhất là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông qua thực tiễn triển khai nghị quyết số 54 để góp phần xây dựng nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trần Quốc Văn kiến nghị với Trung ương hai vấn đề. Kiến nghị thứ nhất là đề nghị với lại Trung ương có ý kiến chỉ đạo thủ đô Hà Nội để cho các cơ sở giáo dục đào tạo của Trung ương nhưng mà trên địa bàn Hà Nội thì phải cho đấu giá đất để cái nguồn lực để về Hưng Yên xây dựng ở tại Hưng Yên. Nội dung thứ hai đó là phát triển công nghiệp. Khi mà quy hoạch chung của tỉnh Hưng Yên là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Vì lý do quy hoạch đất thì rất ngắn, quy hoạch sử dụng đất chỉ có 10 năm thôi, 21-30. Nhưng mà khi quy phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thì đề nghị nên có nghị quyết Trung ương là đề nghị là cái đó không căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất mà phải căn cứ vào quy hoạch chung. Sau đó là cái chỉ tiêu phân khai đất sản xuất công nghiệp với thì phải đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp. Ở đấy tôi nói ví dụ như chúng ta là đề xuất là 7.000 hecta đến năm 2025. Để cắt cái chỉ tiêu chỉ còn có 3.800 thôi. Nhưng mà thực tế thì đây đã được Thủ tướng Chính phủ là bổ sung khoảng 3.900 rồi. Nhưng mà chỉ tiêu của chúng ta là chỉ có 3.800 thôi. Giữa quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh là không phù hợp, không ăn khớp với quy hoạch đất. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đánh giá nghị quyết số 54 đã thực sự đi vào thực tiễn ở Hưng Yên và phát huy hiệu quả tích cực. Hưng Yên có vị trí địa, kinh tế thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, còn nhiều dư địa cho phát triển. Vì vậy tỉnh cần tận dụng tối đa các lợi thế này. Trong phát triển thì người ta có chia làm 3 cái giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát triển đầu tiên là giai đoạn phát triển mở dựa trên cơ sở mở rộng cái nguồn lực. Giai đoạn phát triển thứ hai là giai đoạn dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn phát triển dựa trên cơ sở đổi mới và sáng tạo. Hiện tại bây giờ Hưng Yên thì chúng ta có GDP bình quân đầu người tầm khoảng 87 triệu. 87 triệu là chúng ta đã trên 3.000 đô la Mỹ. Và với trên 3.000 đô la Mỹ như vậy thì nó đã tương ứng với cái giai đoạn phát triển phải dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Và với một nguồn lực về đất đai, theo quan điểm của riêng tôi thì trong tương quan so sánh tương đối với các địa phương khác là tương đối khan hiếm, thì chúng ta phải rất là sử dụng hiệu quả cái nguồn lực này. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó thì một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Điểm thứ hai là phát huy cao độ cái lợi thế về địa kinh tế. Cái lợi thế là nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, trong tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và nằm trên hai hành lang kinh tế. Điểm thứ ba đó là mở rộng cái không gian phát triển.
thông qua liên kết hợp tác với các địa phương ở trong vùng. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn khẳng định nghị quyết số 54 và kết luận số 13 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau 16 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Hưng Yên từ một tỉnh nghèo, thuần nông và độc canh cây lúa, từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, luôn cao hơn so với tốc độ tăng GRDP hàng năm. Đồng chí đề nghị Trung ương sớm tổng kết đánh giá toàn diện nghị quyết số 54 và ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Chúng tôi cũng trân trọng đề xuất với Trung ương và trân trọng đề nghị các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Và trong nghị quyết thì cũng nêu rõ làm sao là chúng ta lưu được cái cơ chế chính sách của cái liên kết vùng. Hai đó là cũng rõ là cái hoạt động điều phối vùng thì phân cấp như thế nào để chúng ta thực hiện trong cái hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta cũng phải nghiên cứu đặt ra các chính sách về đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực. Vì báo cáo đồng chí là chúng tôi Hưng Yên thì không những là lao động của Hưng Yên đáp ứng ở địa bàn thì cũng đã là thiếu nguồn lực. Bây giờ các tỉnh bạn như là Tây Bắc các vùng là cũng đã công nhân đã về dưới này để lao động vào đó và thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của các cá nhân. Thì chúng ta bây giờ thực hiện cái liên kết của vùng đồng bằng sông Hồng thế nào hay là liên kết với các vùng khác. Đấy, cái mở cửa như sao để chúng ta thực hiện được cái nguồn nhân lực này. Chúng ta phải giảm ô nhiễm môi trường và nhất là cái nguồn sông Bắc Hưng Hải. Thì bây giờ cái cơ chế giải quyết vẫn giảm thiểu ô nhiễm môi trường của vùng để chúng ta đặt ra. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị học tập trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình phối hợp về công tác tuyên giáo giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La. Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của mỗi địa phương, học hỏi kinh nghiệm trong công tác biên soạn lịch sử các sở ban ngành và đưa lịch sử vào địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế khó khăn, nhất là vấn đề sai lệch thông tin trên không gian mạng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hai bên thảo luận, đồng thời đề nghị Ban tuyên giáo hai tỉnh tiếp tục phối hợp thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền hơn nữa về phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, những thế mạnh, các sản vật tại tỉnh. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Ngày 14 tháng 7 tại Sở Tài chính, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm hai phó giám đốc sở. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Lan, trưởng phòng quản lý ngân sách và đồng chí Cao Sáng, trưởng phòng quản lý giá, công sản và doanh nghiệp được giữ chức vụ phó giám đốc Sở Tài chính. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, Sở Tài chính là một trong những đơn vị quan trọng, chất lượng hiệu quả hoạt động của Sở Tài chính có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, trưởng thành trong công tác, tập thể lãnh đạo sở phải đoàn kết, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2022, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết số 70 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. 6 tháng đầu năm,
công tác dân vận có chuyển biến tích cực, tập trung đổi mới triển khai hiệu quả góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã tổ chức trên 18.000 hội nghị với gần 830.000 lượt người tham dự để phổ biến, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số. Từ nay đến cuối năm 2022, Ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ủy lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân vận, các tổ chức chính trị xã hội trong phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, quan tâm tới đời sống của dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên tổ chức khai mạc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự và chỉ đạo khai mạc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2022 có sự tham gia của hơn 1.300 người cùng nhiều thiết bị, vật tư, phương tiện. Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn, 4 vấn đề huấn luyện, trong đó giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế, giai đoạn 2 thực hành ứng phó với bão và tìm kiếm cứu nạn với nội dung thực hành di rời dân, tài sản, gia súc, gia cầm về nơi tập kết tránh chu bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông. Ngay sau khai mạc, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyển sang thực hành diễn tập ngoài hiện trường với tình huống do ảnh hưởng của bão số 3 kết hợp mưa lớn khiến mực nước sông Hồng dâng nhanh, vượt trên báo động 3, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân, gây nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt. Ngay khi có lệnh báo động, thành phố Hưng Yên đã khẩn trương triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó tập trung huy động phương tiện, lực lượng tổ chức sơ tán toàn bộ nhân dân bị ngập do mưa lũ đến vị trí an toàn, huy động lực lượng, thiết bị tham gia cứu nạn với tài sản, sơ cứu nạn nhân và tiến hành khắc phục cây gãy đổ. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2022 đã hoàn thành tốt nội dung yêu cầu đặt ra, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch. Những năm qua, phong trào nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Hưng Yên đã được đẩy mạnh và sâu rộng đến từng hội viên, qua đó đã giúp đỡ được nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2022. Năm 1968, bà Hoàng Thị Dung ở xóm 7 thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động tham gia thanh niên xung phong thuộc đơn vị N223, Tổng cục 80, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, làm nhiệm vụ san lấp hố bom, đóng gạch làm đường ở các huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Lâm, thành phố Hạ Long. Hiện nay, bà đã ngoài 70 tuổi, mắt kém, cuộc sống bị thoái hóa, lại ở một mình nên rất khó khăn trong sinh hoạt. Với tinh thần nghĩa tình đồng đội, Cựu Thanh niên Xung phong huyện Kim Động thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên bà Dung vượt qua khó khăn bệnh tật. Năm 2019, Hội đã hỗ trợ bà Dung 10 triệu đồng để xây nhà mới. Tôi cũng may ngã bệnh này thì cũng được các anh quan tâm, là được tặng gạo rồi tiền. Tôi rất là xúc động khi là tuổi cao sức yếu mà tình cảm đồng đội các anh các chị đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình nhà tôi trong cái lúc khó khăn. Thời gian qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Kim Động đã hỗ trợ được 2 hội viên một phần kinh phí để xây dựng nhà ở. Đến năm 2022, quỹ nghĩa tình đồng đội của hội đạt trên 420 triệu đồng từ sự đóng góp của các hội viên đã góp phần giúp đỡ, kịp thời động viên 24 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn. Mỗi một năm, quỹ nghĩa tình đồng đội là mỗi đồng chí đóng góp 10.000 đồng gửi về thường trực hội văn phòng chúng tôi mà trực tiếp chúng tôi quản lý. Trong 5 năm chúng tôi đã xây dựng, sửa chữa nhà rột lát hoặc là ủng hộ các đồng chí hội viên để các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt không nơi nương tựa cô đơn. Tôi đã làm trợ cấp coi là một lần cho các đồng chí cựu chiến binh phong là được 2 trường hợp. Thời gian coi là chúng tôi đã được 7 đồng chí đã nhận chế độ trợ cấp một lần, chính sách của Đảng và nhà nước rồi.
Trong số gần 10.000 hội viên cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn do mất sức khỏe, ảnh hưởng của chất độc, cô đơn. 5 năm qua, với tinh thần nghĩa tình đồng đội, toàn hội đã hỗ trợ xây, sửa chữa được 43 căn nhà, tặng 125 sổ tiết kiệm và hàng trăm suất quà, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên thời gian qua, tuổi trẻ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, đoàn thanh niên xã Giai Phạm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng phao bơi cho trẻ em, gắn biển cảnh báo nguy hiểm tại các địa điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, khu vực nước sâu có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đặc biệt vừa qua, đoàn thanh niên xã Giai Phạm đã tổ chức hoạt động rửa xe gây quỹ từ thiện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Sau 2 ngày tổ chức đã thu được hơn 17,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội, mà còn là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thời gian qua tỉnh Hưng Yên chú trọng tổ chức hoạt động xúc tiến tiêu thụ các loại nông sản tiêu biểu của tỉnh. Thời gian qua, một số hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm đã được triển khai góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng hóa của tỉnh. Cụ thể gần đây nhất, vào cuối tháng 5 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên chợ vải La Chín sớm năm 2022 tại khu đô thị Ecopark. Trong 2 ngày tổ chức, phiên chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách hàng đến tham quan mua sắm. Với lượng tiêu thụ lớn, nhiều nhà vườn hợp tác xã không có hàng để bán. Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nhãn tại thị trường trong và ngoài nước, năm nay, các ngành chức năng sẽ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại nhãn và nông sản của tỉnh năm 2022, như tổ chức hội nghị trực tuyến quảng bá sản phẩm tới các điểm cầu trong và ngoài nước, lập các điểm bán tại các hội chợ siêu thị trong toàn quốc, liên kết với một số doanh nghiệp để xuất khẩu, hỗ trợ người dân chế biến long nhãn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhà máy số 1 trên địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thiên Sơn Hưng Yên đã tiếp tục đầu tư mở rộng xây dựng thêm 2 nhà máy tại xã Tam Đa, huyện Phù Cử và tỉnh Hà Nam, tạo thêm việc làm mới cho hơn 2.500 lao động. Tổng số lao động làm việc tại 3 nhà máy của công ty là hơn 4.000 người, trong đó 2 nhà máy tại tỉnh Hưng Yên có 2.500 lao động, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người trên tháng. Sản phẩm chủ lực là quần áo, đồ lót, đồ bơi và hàng dệt kim. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ. Cũng như nhiều doanh nghiệp may khác, trước áp lực về thiếu hụt nguồn lao động phục vụ sản xuất, cũng như các đơn hàng có chiều hướng giảm do lạm phát kinh tế toàn cầu, làm cho sức mua giảm trong những tháng cuối năm. Chiến lược công ty tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng với đó là nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Chúng tôi còn đầu tư thêm cho các nhà máy toàn bộ hệ thống điều hòa trung tâm để cho người lao động được làm việc trong điều kiện mát mẻ bốn mùa. Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến đời sống người lao động để cải thiện cho người lao động được điều kiện lao động tốt nhất để yên tâm làm việc và gắn bó với công ty. Sau 20 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đã không ngừng phát triển và là đơn vị tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước trên địa bàn. Thành lập từ năm 2002, từ chỗ chỉ có 15 lao động, với một dây chuyền sản xuất lắp ráp kết cấu thép, đến nay, đơn vị đã thu hút trung bình 120 lao động với 6 tổ sản xuất, năng lực thi công mọi công trình dân dụng và công nghiệp, doanh thu luôn đạt mức tăng trưởng khá trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Quyền lợi của người lao động trong công ty luôn được đảm bảo với mức lương trung bình 10 triệu đồng một người trên tháng. Lương cũng được 10 triệu, già 10 triệu. Với mức lương thế thì đáp ứng được cuộc sống của tôi. Với cái điều kiện làm việc ở đây gắn bó được, họ tạo điều kiện cho tôi nghỉ ngơi thoải mái nên tôi không muốn gắn bó với công ty. Mình ở gần đây làm nó rất tiện và công ty cũng có nhiều cái ưu đãi cho những người làm lâu năm ở đây ạ. Với ngành nghề sản xuất cấu kiện thép các loại gồm thép hình và các tổ hợp thép, công ty đã liên tục đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh sản phẩm làm ra. Sản phẩm của doanh nghiệp luôn đa dạng và đảm bảo chất lượng nên ngày càng nâng cao uy tín doanh nghiệp. Đáng chú ý, công ty nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên,
biểu dương doanh nghiệp làm tốt nghĩa vụ nộp thuế và là doanh nghiệp sớm thành lập tổ chức đảng với 4 đảng viên. Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp thì bản thân ban lãnh đạo của công ty đã luôn luôn chú trọng tuyển người vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức để phát triển doanh nghiệp. Bản thân luôn luôn mong muốn tất cả các thành viên là luôn đoàn kết, yêu thương nhau và tạo ra điều kiện để cho công ty phát triển. Thì đến nay công ty đã hội tụ đủ điều kiện. Chúng tôi ban lãnh đạo là quyết định xin thành lập chi bộ trực thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, khi mà đã có chi bộ để hướng dẫn chỉ đạo hàng ngày. Thì tôi tin tưởng là khi có chi bộ thì doanh nghiệp sẽ phát triển hơn. 20 năm xây dựng và phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép Hưng Yên đã trở thành mô hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu mà đảng đặt ra, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển toàn diện,